mọi người ơi, phần màu vàng này, phần màu vàng này, à màu hồng đấy nhá mọi người. Tiếp theo là màu xanh đi. Mọi người ấn tượng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là tượng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, đây là tượng của mình này. Tượng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người, ấn tượng của mình đây đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh.